con vô mày là con ra để em nó la, con vô mày là con ra để em nó la. Dạ chào tất cả mọi người. Lên giùm em cả nhà. Chờ cái gì đây? Chị có biết vụ con ghe Hải Loan chưa? Là vụ gì? Dạ. Dạ có, OZ bữa nay em đang giảm còn 1,5 triệu á mọi người. Mọi người lên đông đông giùm em. Hôm nay đầu tháng em tặng quà cho mọi người nha. Vô đông đông giùm em, bữa nay đầu tháng em tặng quà cho mọi người. Hôm nay em chỉ còn đúng 230 hả chồng? 230. Chỉ còn đúng 230 thôi nha mọi người. Là em không có còn cái bộ siêu phẩm này nữa rồi. Bộ siêu phẩm này là hôm nay là bắt đầu rà soát lại hết từ các nơi luôn. Tức là từ cái nơi em đem về. À, để mà cái địa chỉ là giấy tờ rồi xong rồi bên nhà em tất cả mọi thứ luôn là hôm nay mình kiểm tra hết luôn, là chỉ còn 230 cái bộ này thôi, 230 thôi. Cho nên ngày hôm nay sẵn là ngày quốc tế phụ nữ, sẵn đến ngày quốc tế phụ nữ, tại vì là sát sao quá cho nên là hôm nay em phải tri ân cho tất cả các chị em phụ nữ đầu lai. Em lay lẹ đem đi đám giỗ, hôm nay là đám giỗ bác Tư. Dạ là ba của cô Mỹ á cả nhà. Hôm nay đám giỗ bác Tư, nhưng mà là em có nói với mớm với Mỹ là nhờ cho chị ba like cái, tại vì hôm nay em like là ngày mai em phải đi hát, cái ngày mốt em phải đi hát em không có like được đó. Cái chai xanh này là chai siêu chất các chị, nguyên một trọn bộ luôn. Các chị nhìn thấy cái da mặt của em từ hôm Tết tới bây giờ, cái da mặt của em đẹp cực kỳ luôn. Dạ. Tất cả mọi thứ đều sẽ có pháp luật nghe và pháp luật giải quyết hết. Chị Ngọc Vàng yên tâm nha. Yên tâm. Dạ ăn cung chưa về luôn. Ăn cung rẻ, ăn cung mà 650 chưa về luôn Phan Hương ơi. Mọi người chia sẻ like lên giùm em. Chia sẻ like lên giùm em để hôm nay em chia sẻ với mọi người. Tất cả các chị em phụ nữ bay vào đây nhanh giùm em nha. Để hôm nay các chị sẽ chụp được cái này. Hôm nay là các chị nào mà mua được cái này sẽ được giá sale, sale tiền và tặng quà luôn. Dạ vô nhanh giùm em nha, em chỉ có 230 hộp thôi. Dạ khi nào về em báo nha. Dạ cảm ơn Cẩm Tiên. Tại vì các chị biết là đối với Tinh là cái da mặt của mình, da chị bị chỉ đỏ, sao chị vẫn xài được cái bộ này nha Lệ Thủy. Mọi người vô. Alo alo mớm ơi, đợi chị ba tí nha. Chị ba like xong tranh thủ là chị ba chạy lên liền. Dạ chị ba chạy lên liền nha. Tại vì là cả nhà biết là khi mà em sắp xếp một ngày like á, là các nhân viên là phải tập hợp đủ mặt hết, cho nên là em không có thay đổi được cái lịch trình like. Dạ tại vì chị em của em á, là nhờ lòng thương của bà con cô bác, chị em like bán những cái mặt hàng này nọ, cả em cả mớm cả cô Mỹ là nhờ lòng thương của mọi người, cho nên là một khi mà đã lên like rồi á
Dạ. Anh Tuấn dùng hai hộp M2, anh Tuấn cảm thấy sao, anh Tuấn đỡ hơn nhiều không? Dạ, để ra em nói cho anh Tuấn xài qua cái bộ này luôn. Đó thì đã nói like rồi là không có thể nào mà ngưng like được. Cho nên nó là tụi em phải xin mớm cho em like một chút. Xong rồi chạy lên để đám dỗ bác Tư. Hôm nay là đám dỗ của bác Tư đó cả nhà. Dạ không lên thằng Mỹ nó quýnh em chết. Dạ. Dạ không sao hết chị Hằng Phạm. Tại vì nó có tái tạo mà. Cho nên nó là khi mà chị xài ha. Bây giờ thí dụ nó hơi đỏ phải không? Giống như em vậy nè, cái chị ngưng. Chị ngưng 3-4 ngày cái mặt mình hết đỏ. Xong cái chị xài vô một lớp mỏng K1, một lớp mỏng K2, cái da nó đẹp mà nó hết đỏ hết chị. Dạ, và nếu mà chị nào á mà dạ đỡ nám, em cảm ơn anh Tuấn. Bây giờ anh Tuấn xài vô cái bộ này giùm em nghe. Tức là anh Tuấn vẫn xài M2, nhưng mà anh Tuấn xài kèm theo cái bộ này là cái da của mình rất là đẹp nha anh Tuấn. Và ngày hôm nay là ngày 1 tháng 3, ngày đầu tháng. Dạ cho nên em sale trước mắt rồi mấy chị vô đông rồi, giờ 500 người đi, bắt đầu em lên kế hoạch sale luôn nha. Rồi xong 230 người chốt 230 người chốt cái M8 một cái là em sale luôn. Không biết nữa, bé Cẩm Tiên hôm qua đi Tây Ninh chắc có lẽ là gió đó, xong rồi về là hơi cảm một chút. Dạ nhưng mà không sao, chuyện nhỏ, chia sẻ lại lên giùm Tin nha mọi người. Chị Lê Châu là lấy một cái M2. Dạ rồi. Và hôm nay Bình Tinh sẽ sale cho mọi người. Dạ cái này là em 4,2 triệu của em. Mà em sale tận cùng nhất nha mọi người, cũng là 1,4 triệu. 1,4 triệu. Và ngày hôm nay em sẽ sale cho mọi người. Dạ hôm nay em sẽ sale cho mọi người. Dạ 1,3 triệu. Và em tặng cho mọi người một set son dưỡng. Dạ một set son dưỡng đang về cho ạ. Một set son dưỡng đang về. Đó mọi người tranh thủ nhanh tay nha. Ngày hôm nay em vô mã M8, em sẽ giảm cho mọi người tri ân ngày 1 tháng 3 đầu tháng 1,3 triệu. Và em sẽ tặng cho mọi người một set son dưỡng. Chỉ có 230 set mọi người, nhanh tay. Các chị biết khi mà sử dụng cái bộ set này là nó sẽ sử dụng được hết tất cả những gì trên gương mặt của mọi người, gồm có làm trắng nè nha, căng bóng da nè, mịn màng da, trẻ đẹp da, và xử lý hết tất cả mọi vấn đề về nám, sạm, thâm, mụn, tàn nhang, đốm nâu. Dạ anh Tuấn yên tâm. Dạ Loan với lại chị Ni sẽ làm rất là nghiêm túc luôn, rất là hối thúc luôn. Dạ chứ không có phải mà mình bỏ qua đâu anh. Dạ Quanh Phạm, chị Quanh Phạm lấy M8. Dạ mọi người nhanh tay nha, comment giùm em lẹ làng. Ngày hôm nay là ngày 1 tháng 3. Dạ tất cả mọi khách người ta mua chỉ được với giá 1,4 triệu là hết mức. Hôm nay mấy chị sẽ được giảm 1,3 triệu và được tặng một set son dưỡng. Dạ gồm 6 hộp luôn, nhanh tay comment giùm em. Dạ chị Hạnh Văn chút M8 mà không thấy gọi kìa mọi người ơi. Chị Kim Dung lấy M8. Dạ nhanh tay nha mọi người, đúng 230 set, em không có 231 luôn. Dạ chỉ còn duy nhất, và hàng này là hàng cháy luôn nha mấy chị, tức là em không có hàng để mà quay đầu trở lại. Tại vì cái chất thủy tiên bột của nó hết, và khi nào có lại là khoảng 3 năm. Chị Ti Ti lấy M8. Dạ chị Lệ Nguyễn lấy M8. Dạ mấy chị xài chung bộ này với em đi, mấy chị sẽ thấy cái da mặt của mấy chị trẻ và đẹp như thế nào chỉ sau 1 tuần lễ thôi. Dạ nhanh tay comment giùm em. Dạ chị Ruby Nguyễn lấy M8. Dạ 230 bộ sẽ được giảm 1,3 triệu và được tặng một set son dưỡng nha mấy chị. Một set chứ không phải một hộp nha. M2 bữa nay bao nhiêu? Dạ M2 chào em chút. Chị Ruby Nguyễn M8. Dạ chị Kim Tươi M8. Dạ chị Nhung Ngờ M8. Dạ chị xài T2 ok lắm. Chị Ngô Thị Anh mà xài bộ này là chị Ngô Thị Anh lắc lìa luôn. Dạ sáng là xài giống em á, sáng là xài một cái chai này chung với lại cái ban ngày, ban đêm là mình xài cái chai này, xong là mình xài lên liền á chị, tức là mình thoa serum lên xong là mình xài lên liền cái kem. Ban ngày là hộp màu trắng. Dạ cái này là chống nắng luôn. Dạ chất kem bên trong là màu trắng luôn chị Bùi Ngọc Thi, đã lắm. Dạ từ Korea em đem về nghe chị Ly Việt Đặng. Hàng Korea chính gốc luôn nha mọi người. Chị Sĩ Tuyết sao có chữ nguy hiểm vậy? Chị Trang Đào Thị Thủy lấy M8. Chị Sĩ Tuyết ơi sao hôm bữa chị Thủy Tuyết cho em cái số này nhưng mà gọi điện thì lại báo là sai số. Chị coi lại giùm em nha. Dạ hôm nay mấy bà chế, ngày cuối cùng mấy bà chế mua được cái bộ kem đặc quyền này của em. Đây được gọi là bộ kem đặc quyền, xài vô cùng đẹp. Chị Tin Trang lấy 2 M8. Dạ chị Trinh Quỳnh lấy M8. Dạ mấy chị chốt 2-3 bộ để dành. Em nói thiệt mới mua 1,4 triệu. Dạ hôm nay là đầu tuần chị ấy lên. Hôm nay cho nên là mấy chị mà vô like mấy chị sẽ được sale bất ngờ lắm. Và hôm nay là đầu tháng, em lộn, 1 tháng 3 là ngày 8 tháng 3 phụ nữ. Cho nên hôm nay em sale 1,3 triệu và em tặng một set son ngay đầu like luôn nha mọi người. Chị Nguyễn Hoàng Anh lấy M8. Dạ
Tất cả các khách đều như chị Ái Lê chứ không phải một mình chị Ái Lê. Khi mua những like trước là đều từ 4.2 triệu giảm xuống còn 1.4 triệu. Nhưng hôm nay là tặng quà ngày 8 tháng 3 cho mọi người nha mọi người nha. Chị Loan Nguyễn lấy M8 dạ.